Rửa cái này cho mẹ, tí mẹ gọt nha, để mẹ đi rửa cái này đã nha, đi rửa thương nữa nha. Con đẩy xe đi em đi chơi đi. Hai chị em ngồi đây chơi để mẹ thái thịt mẹ nấu nha. Đi con có leo lên đây. Quả này hả? Thế để mẹ gọt quả này trước nhá. Ăn nước của con đâu rồi? Để mẹ lấy ca khác cho con nhé. Con đưa cho em đi cái ca này đi. Con đưa cho em đi cái ca này. Mẹ lấy ca khác, tí mẹ lấy ca khác cho. Con bỏ xuống đấy đi. Bỏ xuống đấy. Để mẹ cắt bí luôn nấu canh nhá. Titi nào, đứng ra nào. Titi đứng ra đi. Tiếp mệt gì thì mệt. Con ăn bí nó khác nhau. Con nhỏ. Con đói bụng chưa? À, bụng đói của con đấy hả? Rồi, lấy chi ti cho mẹ mượn cái này nào, gọt nhá. Đây, đây nha. Đây. Ta lại nhặt hết ra ngoài đi ti. Yeah. Ừ. Chi ti ơi, đi đâu á? Bọn mày rồi mà. Ở đây, bọn mày. Con ăn gì á? Nè mẹ chưa nào. Cái hạt mà sao ăn. Tí mẹ nấu chín cho con ăn nhá. Nước. Em thi kia nào. Ui ôi đứt tay chưa. Chưa ăn được. Chưa ăn được, ngồi xuống đây. Ngồi đây, ngồi ra đây. Mẹ đã nấu đâu mà con ăn. Ta sống mà. Đó. Có được không? Cần mẹ giúp không? Rồi để mẹ gọt xong miếng này rồi mẹ giúp con nhé. Mẹ em đang nhìn chị đấy. Chị cho em miếng kìa. Đây này chị cho em cái này này. Con đưa cho em cái này. Đó, đưa cho em đi. Em ăn đâu? Không à? À có hả? Mẹ nấu chín lên ăn ngon hơn nhờ. Sống mà, cái này con chưa đã gọt vỏ đâu. Ti đừng có cho tay vào đây đứt tay nha. Này mẹ cho ti đây này. À, miếng to chưa? Đó, tao mà cầm. Nó lại bỏ ở đây cho. Đó, đây. Đi đi cũng uống ha. À, đi ăn em. Ôi ôi, đổ rồi. Đổ ra đây tí mẹ lau, tí mẹ lau. Kệ nó. Con nặng tí tí nè. Tí, nhìn gì ấy? Mẹ lấy cái này mẹ gọt cho dễ nhá. Lấy cái này gọt không? Đây, cầm đây gọt cho mình.
cầm đấy. Thầy mượn cái này nhé, vẫn đây mình ngọn nhé. Con cái miếng của con cho em đâu? Mẹ cắt rồi con đưa cho em một miếng nhá. Thì ăn ngon không? Ngon không? Ừ. Em hỏi, con hỏi em. Dạ. Em ơi, em ăn ngon không? Dạ. Thì ăn hết rồi mẹ cho nhé. Ăn cái gì đây, nhặt cái gì đây, ăn đây. Đâu rồi cái miếng mẹ cắt đâu rồi? Này con cho em miếng này đây. Thế nhá, để mẹ ngọt vỏ ra này. Con lấy cho em miếng này. Con đưa cho em. Úi dồi ôi, sao con cắn miếng to thế? Đi ngủ nhá. Đi ngủ nhá. Đi ngủ cho mẹ nấu nhá.